Giá cà phê được chúng tôi cập nhật lúc 4 giờ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024. Kênh cập nhật giá hai lần ngày và đưa thông tin mới nhất đến với người xem. Lưu ý các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá cà phê hôm nay ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024. Trong nước mất gần 5.000 đồng kg sau một tuần, giá thế giới tăng trở lại. Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới hôm nay đồng loạt tăng trên hai sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn Ice Futures Europe, giá cà phê Robert tại giao tháng 9 năm 2024 tăng 0,61%, đạt 4.293 đô la tấn. Tương tự, trên sàn Ice Futures Earth, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2024 tăng 0,65%, lên mức 231,9 Earth Centapa. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong quý 2 2024 vừa qua đã giảm 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống chỉ còn 308.124 tấn. Mặc dù vậy, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vẫn tăng 8,5% lên 1,26 tỷ đô la nhờ giá bán tăng cao. Tính chung trong nửa đầu năm 2024, xuất khẩu mặt hàng này đạt 893.820 tấn với giá trị kim ngạch thu về 3,19 tỷ đô la, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng cà phê xuất khẩu tuy giảm 11,4% nhưng kim ngạch lại tăng mạnh 33,2%, về thị trường Liên minh châu Âu EU tiếp tục là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm, chiếm gần 40% về lượng và 38,6% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng, đạt 353.468 tấn với kim ngạch hơn 1,2 tỷ đô la, giảm 8,5% về lượng nhưng tăng 40,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Nhật Bản vươn lên vị trí thứ hai với khối lượng đạt 63.127 tấn trị giá 238,8 triệu đô la tăng 4,2% về lượng và tăng 47,4% về trị giá so với cùng kỳ. Ngoài ra, lượng cà phê xuất khẩu sang một số thị trường khác trong khu vực châu Á như Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia cùng tăng rất mạnh trong nửa đầu năm nay. Ngược lại, thị trường Mỹ, Nga, Algeria, Anh lại chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Dù vậy, Việt Nam vẫn đang là nguồn cung cà phê lớn thứ hai tại thị trường Vương quốc Anh. Tháng 6 năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Vương quốc Anh đạt 2,18 nghìn tấn, trị giá 9,1 triệu đô la tăng 24,4% về lượng và tăng 15,1% về trị giá so với tháng 5 năm 2024. Nhưng so với tháng 6 năm 2023 giảm 44,6% về lượng và giảm 17,5% về trị giá. Giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam sang Vương quốc Anh trong tháng 6 đạt mức 4.174 đô la mỗi tấn, giảm 7,5% so với tháng 5 năm 2024, nhưng tăng 49,0% so với tháng 6 năm 2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Vương quốc Anh đạt 16,54 nghìn tấn trị giá 65,2 triệu đô la giảm 22,8% về lượng, nhưng tăng 29,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Vương quốc Anh trong 6 tháng đạt mức 3.941 đô la mỗi tấn, tăng 68,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, ICT trong năm tháng đầu năm 2024, Phương quốc Anh nhập khẩu cà phê từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đạt 94,21 nghìn tấn, trị giá 553 triệu đô la, tăng 8,1% về lượng và tăng 2,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Các nguồn cung cà phê chủ yếu cho thị trường Anh gồm Brazil, Việt Nam, Đức, Italia, Colombia. Giá bình quân nhập khẩu cà phê của Anh từ thế giới đạt mức 5.870 đô la mỗi tấn giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá bình quân nhập khẩu cà phê của Anh từ Brazil, Đức, Colombia giảm. Ngược lại, giá bình quân nhập khẩu cà phê từ Việt Nam tăng mạnh, tăng 45,4% lên mức 3.378 đô la tấn. Anh nhập khẩu chủ yếu cà phê chưa rang xay, chưa loại bỏ cà phê in, mã học sinh 090111, tỷ trọng chiếm 74,23% tổng lượng tốc độ tăng trưởng 8,4% về lượng và tăng 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 69,93 nghìn tấn, trị giá 267,38 triệu đô la. Anh tăng nhập khẩu chủng loại cà phê trang, chưa loại bỏ in mã học sinh 090121, mức tăng 0,2% về lượng, nhưng giảm 3,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 19 nghìn tấn, trị giá 243 triệu đô la. Trong đó Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Vương quốc Anh trong năm tháng đầu năm 2024, lượng đạt sắp xỉ 37,47 nghìn tấn, trị giá 128,81 triệu đô la tăng 93,8% về lượng và tăng 45,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái thì phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Anh tăng từ 22,2% trong năm tháng đầu năm 2023 lên 39,77% trong năm tháng đầu năm 2024. Việt Nam là nguồn cung lớn thứ hai cho Vương quốc Anh, đạt 15,33 nghìn tấn, trị giá 51,79 triệu đô la, giảm 22,8% về lượng nhưng tăng 12,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh từ thế giới giảm từ 22,8% trong năm tháng đầu năm 2023 xuống 16,27% trong năm tháng đầu năm 2024. Trong năm tháng đầu năm 2024, Anh tăng nhập khẩu cà phê từ các thị trường Đức, Italia, nhưng giảm từ Colombia. Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm 500 đồng kg sau khi nhích tăng 100 đồng kg vào hôm qua. Qua đó đưa mức giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 123.300 đồng kg tại khu vực Tây Nguyên, ghi nhận mức giảm 4.700 đồng kg so với thời điểm cách đây một tuần. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm 500 đồng mỗi kg, về mức 123.400 đồng kg. Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng giảm 500 đồng mỗi kg, đạt 123.000 đồng kg. Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 500 đồng mỗi kg đạt 123.300 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giảm 500 đồng mỗi kg, đạt 123.600 đồng mỗi kg, là giá thu mua cà phê cao nhất tại khu vực Tây Nguyên hôm nay. Dù giảm mạnh, nhưng giá cà phê hôm nay vẫn cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Khi giá cà phê trung bình tại khu vực Tây Nguyên ngày 31 tháng 7 năm 2023 chỉ đạt 66.000 đồng mỗi kg cho thấy mức tăng kỷ lục của giá cà phê năm 2024.